Sau đây cô sẽ giới thiệu cho các bạn các công cụ lựa chọn vùng chọn và chúng ta sẽ cắt ghép thành một cái hình hoàn chỉnh. Đầu tiên, chúng ta sẽ vào File, Open. Chúng ta nhìn lên trên đây thì sẽ thấy có 4 hình ảnh đang mở. Bài tập 01 và những cái hình ảnh ban đầu. Chúng ta sẽ kéo những cái hình ảnh này xuống. Đây là hình ảnh kết thúc. Chúng ta sẽ xem cái kích thước hình ảnh với chiều cao là bao nhiêu, chiều rộng là bao nhiêu để chúng ta thiết lập. Chúng ta sẽ nhấn chuột phải. Image size thì đơn vị của nó là 33.34 cm và chiều cao là 51.44. Thì chúng ta sẽ tạo một cái file mới với kích thước như thế này. 33 51. Chúng ta sẽ vào File, New. Create. Đây là cô đã tạo được một cái file mới nha các bạn. Đây là một cái file mới. Thì chúng ta quan sát, đầu tiên là sẽ có trái khóm. Thì chúng ta mở cái hình ảnh đầu tiên mà có trái khóm vào. Đây, đây là hình ảnh đầu tiên. Chúng ta thu nhỏ những cái hình ảnh mà chúng ta chưa sử dụng nè các bạn. Chúng ta mở lên cái hình ảnh trái khóm. Chúng ta để cho gọn vào để chúng ta dễ làm việc. Để cắt hình ảnh trái khóm thì trái khóm này là một cái hình ảnh mà nó không có theo một cái hình thù đặc biệt, ví dụ như hình tròn, ellipse, hình chữ nhật hay hình vuông, thì cô sẽ sử dụng cái công cụ Magic Wand Tool. Đây là cái công cụ lựa chọn những cái màu giống nhau để nó chọn. Magic Wand Tool đây. Chúng ta để ý ở chỗ cái option mình sẽ điền là 100, tại vì cô thấy màu ở đây tương phản với màu nền nên cô để 100 để chế độ chọn những cái màu giống nhau nó mạnh hơn. Cô nhấp chọn nè, nó đang hiển thị biểu cộng là mình sẽ chọn thêm. Và khi mà cô lỡ mà bấm vào những cái vùng mà nó trắng quá, dẫn đến là nó sẽ hiểu là những cái vùng trắng bên ngoài này
được chọn thì cô sẽ bắt lại bằng cách vô cái history, lịch sử. Cô lùi lại một số bước. À, đây cô đang lùi lại một số bước. Rồi. Sau khi các bạn đã thấy cái vùng chọn trái khóm này đã xong rồi thì chúng ta sẽ sử dụng công cụ move di chuyển. Đây, công cụ move là công cụ trên cùng. Chúng ta phải bấm khi mà nó hiển thị cái mũi tên và cái kéo, chúng ta sẽ bấm và di chuyển nó qua. Chúng ta giữ con chuột cho nó chắc chắn, chúng ta giữ qua. Các bạn có thể nhấn cái Ctrl T và giữ Shift để thu nhỏ hình ảnh lại. Shift ở đây giúp cho đảm bảo tỷ lệ về chiều dọc và chiều ngang. Enter. Vậy là chúng ta đã cắt xong cái hình ảnh trái khóm qua một cái file mới, hay chúng ta còn gọi là một cái lớp mới. Tiếp đến chúng ta nhìn cái ảnh gốc của chúng ta là có hai cái con mắt này nè các bạn. Đây, thì chúng ta sẽ lấy cái dữ liệu ban đầu là con mắt ra để chúng ta cắt ghép qua. Con mắt này vì có dạng hình tròn nên cô sẽ sử dụng công cụ hình tròn ellipse. Ấn chuột phải, chọn ellipse. Các bạn để ngay cái tâm con mắt nha các bạn. Sau đó chúng ta phải bấm. Bấm là bấm chuột trái. Các bạn trật tự đi nè. Bấm chuột trái và chúng ta kéo ra thì các bạn thấy là nó vẫn hình ellipse, nó không có hình dạng gì đặc biệt hết. Khi mà cô ấn cái Shift thì nó sẽ ra hình tròn. Chúng ta đồng thời giữ Shift và Atlas. Shift và Atlas, chúng ta buông ra. Công cụ Move di chuyển, cô di chuyển qua bên đây. Cô bấm Ctrl T là phím tắt, các bạn lưu ý để cô thu nhỏ, ấn Shift để thu nhỏ lại. Khi mà cô muốn nhân con mắt này ra thì cô sẽ giữ cái gì? Cô sẽ giữ Atlas và cô kéo ra thì cô sẽ được con mắt thứ hai. Và còn thiếu cái miệng nè các bạn. À, cái mũi và cái miệng. Cái miệng này thì rất là nhiều hình dạng. Thì bây giờ cô sẽ chọn công cụ Magnetic Laser Tool nha các bạn. Magnetic Laser Tool. Mục đích của công cụ này là nó sẽ tạo những cái đường bao quanh một cái đối tượng nào đó và nó hít theo cái đường biên. Đây. Các bạn cứ di chuyển thẳng con chuột ngay cái chỗ hình dạng cái miệng thì nó sẽ tự động hít lại. Và chúng ta bấm vào công cụ Move kéo qua. Cái miệng này thì nó hơi nhỏ. Nên
cô sẽ muốn chỉnh cho cái miệng này to ra, cô sẽ nhấn Ctrl T. Giữ Shift Enter. Rồi bây giờ cô thiếu cái mũi ha. Bởi vì cái nền là nền trắng và cái hình dạng của chúng ta là những cái hình nó không có ra một cái hình dạng đặc biệt, ví dụ như hình tròn, hình elip, hình chữ nhật, nên chúng ta lại một lần nữa chọn công cụ Magic Wand Tool. Đây cô chọn một cái mũi con heo này đi. Và cô công cụ mu cô di chuyển qua đây. À, vậy là cô đã hướng dẫn các bạn từ những cái hình ảnh cơ bản ban đầu, thì các bạn đã biết sử dụng một số công cụ vùng chọn để chọn và cắt ghép thành một hình ảnh đơn giản cụ thể. À, với những cái bản Photoshop trở về trước, thì khi các bạn tạo vùng chọn mà các bạn di chuyển qua một cái lớp mới thì tự động nó sẽ không tạo những cái lớp layer ở phía bên tay phải của các bạn đâu, mà nó thành chung một cái layer và rất là khó chỉnh sửa. Từ cái phiên bản mà CS5 trở đi á, thì khi mà chúng ta di chuyển thì nó sẽ tự tạo cho chúng ta một cái lớp mới ha. Ở đây cô có thể đặt là cái background là nó mặc định khi chúng ta bắt đầu tạo một cái lớp mới, lớp layer. Ví dụ như khi cô tắt nè, cô tắt con mắt bên đây có nghĩa là không hiển thị hình trái khóm đầu tiên nè. Đó, thì cô bấm đứt vào đây, cô ghi cái từ trái khóm. À, layer 2 của cô tắt là cái con mắt thứ nhất ha. Cô sẽ sửa đây là con mắt 1 nè. Chuột phải chúng ta có thể là rename name nó đi. À, tất cả những cái quản lý layer thì chúng ta buộc phải đặt tên để cho dễ quản lý nha các bạn. À, đây là một cái bài cắt và bài ghép vô cùng cơ bản và đơn giản. Cô hy vọng là các bạn có thể là làm được cái bài thực hành này nhanh chóng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái phần thực hành sau nhé.